đen đỏ. Tớ không thích trò này tí nào luôn. Lo cái gì, cho con nít thôi mà. Đèn xanh, đi. Dễ nhàn bánh, đi nhanh nào. Đèn đỏ, dừng, mọi người đứng im nha. Mấy má bị gì thế, trò chơi thôi mà. À thế à. Toang hẳn rồi. Đèn xanh, chạy mau. Đèn đỏ, go. Đèn xanh, giờ này mà còn ăn hả cô kia? Mình sẽ thành công cho xem. Mình phải thắng. Tóc dính bánh kem là ghê lắm. Đèn đỏ, tuyệt, thắng rồi này. Đèn xanh, tránh ra, đứng ngang đường tớ. Ngon lành, không. Đèn đỏ, đừng di chuyển. Tớ nắm được cậu rồi. Tay tớ trơn dã man. Đừng mà, có phải lỗi của tôi đâu. Bánh cũng ngon phết nha. Đèn xanh, mình an toàn rồi, đỉnh. Đèn đỏ, ô kìa. Đèn xanh, lần này là trò gì? Nhìn kìa bà con, tôi không muốn chơi nữa đâu. Cậu trước đi. Ý hay đó, lên đi má. Bạn bè vậy đó hả? Ok, mình làm được mà. Cũng không khó lắm đâu. Mong là vậy. Bắt đầu này. Không dám nhìn luôn. Cô ấy giỏi ghê. Như thần luôn ấy. Ok, nãy giờ ổn phết. Ê, nhìn tớ nè. Ấn tượng không nào? Ai mà ngờ cô ấy làm được chứ? Giờ tới ai nào? Cậu đi! Giờ mà nói là sợ độ cao thì có ổn không nhỉ? Ok, cậu ấy chọn trái trước hay phải ta? Rồi đến, mình cá lên bên này luôn. Phù, khoan! Không! Biết ngay là bên kia mà. Khó nhằn quá ta. Cậu làm được mà, tớ tin tưởng cậu. Đi đi! Mình làm được mà. Chuẩn, không cần chỉnh. Chán như con gián. Đúng là tên ngáo. Ơ, là cậu hả? Sao cậu lại ở đây? Nhìn kìa, tụi mình có thể chơi thêm trò nữa. Mà cửa nào ta? Cửa này nè. Vậy là chị đây phải tự xử rồi. Đúng là hầm. Mình thông minh nhất đội mà. Nghĩ nào, ra rồi. Chả ai quy định thế này là không được cả. Đi tiếp, cậu xịn quá. Mình giỏi dã man. Woohoo! Nào biến khỏi chỗ này thôi. Lập team đi. Nhiều bánh bèo quá rồi. Phải tìm ai khỏe khỏe chút. Nhưng ai nhỉ? Nhỏ kia thì sao? Này đừng ném đá nữa. Tên kia bảnh trai đấy. Cô Tê, nhìn có lẽ hơi ngáo mà trông cũng đô đó. Này, cậu có chuột không? Ờ, có chứ. Xem chuột nhà nuôi này. Tuyệt, ổn áp đá. Các cậu ấy làm gì thế? Mình cũng khỏe như voi mà. Chào mừng về với team tớ, cậu may đó. Tránh ra nào, bảnh trai. Nếu các cậu muốn cơ bắp thì có tớ đây này. Nhìn nè, đâu rồi ta? Thật đó hả, tớ có thấy gì đâu. Thấy thương ghê, cảm ơn nha, tụi này không cần. Này, alo, ước gì được đi tập gym. Các cậu sẽ thua thôi. Tớ sẵn sàng rồi, tớ sẽ đánh bại các cậu.
Ngon thật sự. Mọi người đang chờ tớ hả? Tớ bắt đầu thấy hối hận khi mời cậu vào team rồi đấy. Lo cái gì, tớ chấp hết. Thôi nào, dùng lưng đi mấy má. Kéo, kéo, kéo. Sao tóc mình rối thế nhỉ? Tụi mình sắp thắng rồi, kéo tiếp đi. Cố lên, kéo đi, gần được rồi. Không. Làm được rồi, thắng rồi, tuyệt. Ơ, chuyện gì vậy? Cô ấy đâu rồi? Tôi không muốn biến mất. Team mình quá đỉnh. Ủa, nhỏ nào đây? Tớ giúp mấy cậu thắng đó. Thông minh chưa? Hết nước chấm luôn. Giờ sao ta? Làm nhanh cho xong này, sẵn sàng chưa? Sao của mấy cậu nhỏ thế? Con của tớ to đùng nè. Thế này mà công bằng à? Ui không, mình ghét trò này. Bình tĩnh. Sao mà làm được đây? To khủng bố luôn này. Ok, tập trung vào. Mình cứ tưởng càng nhỏ càng dễ chứ. Vô ích dã man. Căng thẳng tột độ luôn. Mình đổ nhiều mồ hôi ghê. Lại trời cái bánh. Ngon lành. Tớ tính trước mọi thứ hết rồi. Hạnh phúc quá đi. Tớ phắn đê mấy nhỏ cuối bắc. Ước gì mình cũng đổ mồ hôi. Mình cần kính cao độ hơn. Bực quá. Cái này được nè. Nhỏ thế này thì làm sao được. Còn là ngôi sao nữa chứ. Khó làm quá đi mất. Sao mà chóng mặt ghê. Cậu sẽ thua thôi. Cậu sẽ thua thôi à. Ảo giác của mình cũng chọc quê mình kìa. Trời ạ, căng thẳng quá nên tóc mình bạc hết cả rồi. Ôi đó, chơi trò chơi vui lắm. Tóc còn đen thu nữa chứ. Hình như tớ làm được rồi. Tớ lấy hình ngôi sao khỏi bánh quy nè. Mình gần xong rồi. Mình mới nghĩ ra một trò hay cực. Tự hào quá đi mất. Hay dã man. Dậy nào, có thật đâu mà. Tóc tớ bình thường lại rồi. Nhìn này, tớ cũng làm được nhé. Thấy không, xem mấy ngôi sao này nè. Quá đã. Thử thách nè. Hồi hộp thật đó má. Và mở. Không phải thứ tớ mong tí nào. Mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nhiều đấy. Không làm bể bánh nhé. Hiểu chưa? Thật vui vì biết cậu Sky ạ. Ok, chọn lọc tự nhiên thôi mà. Cố lên nào tôi ơi. Mình chỉ có cái này để làm sao. Chán thế. Tập trung vào. Khó hơn mình nghĩ nhiều. Còn sửa tóc được luôn kìa. Patrick Lady, cậu ấy biết cách thì phải. Đổi ngốc cho thuận tay nào. Thế, cậu làm ổn không? Dê. Khó khăn quá vậy trời. Cậu ấy, copy mình à. Chả biết thế này có hiệu quả gì mà thôi. Cứ làm đi. Cậu làm trò gì thế? Cậu làm trò gì thế? Thật luôn hả? Cái kim gãy xừ luôn rồi này. Giờ phải làm gì đây? Chắc phải còn thứ gì để mình dùng chứ nhỉ? Nhìn này được đấy. Chỉ là hình tròn thôi. Đơn giản đấy mà. Hình như mình làm được rồi. Vậy là thành công nhỉ? Tự hào quá đi. Tách được rồi này. Ngon phết. Ăn gì mà ăn, chưa nhanh. Không thịt tèo đấy. Mình phải mua lăn khử mùi mới thôi. Ủa, mồ hôi của mình lạ nhỉ. Nó làm bánh quy chảy nè. Hay là liếm phát nhỉ. Nếu không căng thẳng thì trò này cũng hay đấy. Chắc chắn là mình làm được gì đó rồi. Chọn dã man. Phải có cách nào nhanh hơn chứ. Là được rồi, mình lấy được hình tròn nè. Mình ăn luôn đây. Dài dài ấy nhỉ. Hình như nước đi này sai rồi. Cứ giả bộ không biết gì đi. Làm ơn, chỉ là tai nạn thôi. Cho tôi cài nữa đi, tôi sẽ làm thật xịn luôn. Cô không chạy mãi được đâu. Xấu hổ dã man.
xuống nước hả? Thật sao? À, được rồi, đỡ ta dậy. Mấy cái túi này xinh quá. Mong là đựng kẹo. Viên bi xịn ghê, mà mình cũng chơi trò này siêu giỏi nữa. Ủa khoan, tụi này phải đấu nhau sao? Xin lỗi nha, tôi bị dị ứng. Chào các nàng. Chàng thơ nè, anh vừa nói gì vậy? Tháo mặt nạ ra thoải mái ghê. Vâng, anh cứ tháo đi. Chuẩn rồi má ơi, tớ muốn cậu gặp mẹ tớ. Hun gió trả anh nè. Mê trai đầu thai mới hết. Nhẹ nhàng thôi nha, xem đứng bi nè. Tụi mình nên chạy chân không trên bãi biển. Chả biết gì luôn. Này bạn trai, lại đi đi. Giờ sao nữa vậy? Thơm ơi là thơm luôn. Tớ thắng phải không? Chỉ cần kiểm tra túi còn lại thôi. Nhưng hồi nãy còn nhiều mà. Cậu ta không thể làm phiền tụi mình nữa rồi. Cảm ơn vì mấy viên bi nha. Đồ, phản bội, không tin nổi luôn. Anh muốn đi ăn không? Anh còn vài việc nữa mà. Để cô này cho tôi. Đưa đống bi đi nào. Nói chuyện nhẹ nhàng không được à? Ai bảo cậu chơi ăn gian làm gì? Đừng mà, tôi sẽ không làm thế nữa đâu. À! Vậy tí nữa anh đi ăn với em nhé. Đương nhiên rồi. Trời đất, nước ngọt mật ong dẻo. Mê dã man. Xem đúng cố mới nè. Tớ sẽ bóp một phát. Ừ. Hơi bị mềm nhỉ. Mình phải tập gym nhiều hơn rồi. Hình như ra nè. Không, cứ nằm yên thôi. Chán thật đấy. Ồ, biết rồi. Cậu lúc nào cũng mang theo cái đó à? Ok, bực lắm rồi. Tớ muốn ăn nước ngọt mật ong dẻo. Cậu bị mất kiểm soát cơn giận hả? Ra hỏi cái chai coi. Bình tĩnh nào. Tuyệt vời, tớ cảm nhận được rồi. Thật đó hả? Cái chai làm bằng gì vậy? Đợi tớ một tẹo nhá. Thế nào cũng hiệu quả cho xem. Nó đang nghỉ ở tớ kìa. Cái cửa sẽ bể trước cái chai mất. Giờ mi gặp rắc rối rồi. Tại mi đấy nhé. Tên nổi. Ồ, xin chào, ở đây này. Chào, tớ mới để tạ xong đó gái. Cậu bóp nào giúp tớ với. Cậu nhuận, sức mạnh tăng lên. Không tỏ ra yếu đuối. Cũng chả có tác dụng luôn. Ok, hay thử nhấn mấy cái nút này xem nào. Nút nào ta? Nhiều lựa chọn quá. Ờ, chúc mừng sinh nhật nè, nghe hay đó. Nhưng hôm nay có phải sinh nhật mình đâu. Cứ bấm đi. Hả, có gì đâu ta, thử lại xem nào. Chả hiểu kiểu gì. Vô dụng thật ý. Ồ, phóng bay nè. Cứng xỉu luôn á. Ờ, cái gì vậy? Cái khỉ gì thế này? Oh, không. À, đùa mình hay gì vậy? Không thể tin nổi luôn. À, nước sốt sô-cô-la nữa sao? Sao mình lại bị thế này chứ? Sô-cô-la khắp mọi nơi luôn. Chà, chắc hết rồi nhỉ? Ôi giời ạ. À, dừng lại đi. Tôi chịu hết nổi rồi. Ok, chắc giờ hết thật rồi. Wow. Khoan đã, để tôi tự cầm. Là quà nè. Mở quà mà hồi hộp quá đi. Hả, à, gì đấy ta? Nến sao? Như để cắm bánh kem ý. Mình là bánh kem hả? Ngạc nhiên chưa? Ước đi gái. Upsie, suýt nữa thì ta quên tặng kem tươi cho cậu rồi. Gì vậy?
Nhỏ nào trôi ra từ cái hộp thế? Sao chuyện này lại xảy ra chứ? À, món ăn này khủng khiếp quá. Ai mà ăn nổi chứ? Đem đổ đi dùng đi. Cậu có tin nổi không gái? Thật tình luôn đấy. Xin lỗi ạ, của hai quý cô đây. Ô chà, chúng tôi mở nhé. Ôi, trời đất ơi, cái khỉ gì vậy? Sao thế này? Chuyện gì xảy ra với tụi mình vậy? Ồ khoan, cái nút kia là sao? Và cả bức tường kim loại ấy nữa. Tụi mình bị bẫy rồi. Làm sao để ra khỏi chỗ này bây giờ? Có biết sao không? Tôi sẽ nhấn cái nút đó. Bấm nha. Hả? Cái gì đây? Áo đấy à? Thôi, áo thì có ích gì chứ? Để thử lại xem nào. Cố lên nút ơi, biến ra thứ gì hay hay đi. Vô dụng quá đi mất. Tôi không cần thêm áo thun. Tôi cần lối ra. Hả? Ai la hết thế? Sao nhiều áo thế này? Mình phải làm gì nhỉ? Chờ chút đã. Mình nghĩ ra ý này siêu xịn nè. Chắc phải đến 100 lớp áo chứ đùa. Ok là mình sẵn sàng ra khỏi đây rồi. Giãn gân khớp tí nè. Đúng rồi, phải giữ cho cơ bắp luôn linh hoạt nha. Khó chạm ngón chân phết. Cả căng chân nữa này, lỡ đâu bị chuột rút thì toang. Wow, giờ còn jumping jack nữa hả? Lấy đâu ra mấy cục tạ bé tẹo đó vậy? Bắp tay của mình to hơn chứ ta. Ok, sắp ngon cơm rồi đây. Ok là giờ lắc hông một chút. Bắt đầu thôi. Thử lại xem nào. Tôi thấy không ổn đâu gái. Thôi mà, cho tôi ra khỏi đây đi. Chả ngon thật sự. Trông đau quá nhỉ. Thôi mà, sao không được nhỉ? Chắc mình phải cố vài lần nữa. Cố lên, cố lên. Bắt đầu hơi nhàm rồi đấy, chán ghê. Hay đấy, nhưng tớ không bỏ cuộc đâu. Ok, đến lúc rồi. 3, 2, 1. Tới luôn. Hả? Cậu ấy làm gì vậy? Sao lại chạy vòng vòng thế kia? Mình muốn xỉu ngang. Qua đi. Sao căn phòng cứ quay quay mãi thế? Và sao mình lại chạy vòng vòng? Cậu ổn không thế? Tự dưng lại ngã cái đùng. Nào để tôi kéo cậu lên. Cảm ơn nha. Thế này thì tắm mấy lít sữa tắm cũng chả sạch nổi. Và mình vẫn kẹt trong cái phòng đầy nút này. Hay thử cái nút đo đỏ xem sao. Không, này đi. Gì thế này? Sợi bọt nhựa sao? Sao cái nút nào cũng nhầy nhụa hết vậy? Vẫn còn bọt nhựa nữa nè. Chán dễ sợ. Mọi người định tổ chức tiệc hay sao thế? Người mình và cả căn phòng mình là toàn bọt nhựa luôn. Chuyện gì thế? Sao giống lạc dữ dội vậy? Sợ quá đi mất. Một các phòng khác nè. Ôi thần linh ba má ơi, nút tự do kìa. Mình phải tới được đó để ra khỏi đây thôi. Suýt thì dính tia laser rồi. Thành công rồi nè. Ok, giờ sao nữa? Đúng rồi, cái nút kia. Có con rơi. Biến đi. Chuẩn luôn, nhà ngươi không hù ta được đâu. Ok, mọi người còn có trò gì nữa không? Tung ra hết đi. Hình như an toàn rồi. Gì? Lại laser la dùng hả? Chờ chút nào. Đáng đời cái đồ laser xấu tính. Đúng thế, chị đây dẻo lắm nhé. Ok, giờ sao nữa? Chán đời, vậy mình phải tung tuyệt chiêu cuối rồi. Xịn sò hiệu quả rồi, mình đang bay nè. Ba má ơi. An toàn rồi. Cái nút nằm ngay trước mặt mình kìa. Hả? Gì thế này? Còn gì bò trong áo tôi vậy? Laser lại bật rồi. Biến khỏi áo tôi đi đồ con nhện. Thành công rồi, cái nút kia kìa. Tuyệt vời, tự do ơi, chị đến đây.
Có được gì không thế? Sao cái nút này không hiệu quả nhỉ? Mình muốn được tự do cơ. Ủa khoan, quá đáng quá đỗi, làm đủ thứ trò để chọc mình luôn. Cái bút laser này vui ghê. Vui cái gì mà vui. Chuyện gì thế này trời. Quản tôi tì, tớ đang nhé. Đến lúc nhấn nút rồi. Trời đất ơi, tuyệt, được cái gì nè. Đúng thì chúng ta cần rồi. Tớ có mở không ta? Cái này tuyệt hơn áo với mấy cái lược và bàn chải hồi nãy nhiều. Cái dìu này chính là thứ sẽ giúp tụi mình ra khỏi đây, tớ biết mà. Nên đồ bảo hộ cho an toàn nè. Wow, ok, chiến đi gái. Tớ có nên bắt đầu với tường Lego không? Lùi ra sau chút đi gái. Tuyệt, giờ tớ, chặt đây bà con ơi. Oh yeah, chưa gì đã thấy năng suất rồi đó. Chuẩn luôn. Chị mình sẽ chặt chém hết mấy bức tường nè. Tuyệt, phá hủy đi, chặt hết luôn đi. Chặt, chặt, chặt. Cậu sẽ giúp tụi mình ra khỏi đây. Cậu đúng là quái thú, đừng có chăm dễ sợ. Tớ hơi mệt mỏi rồi đó. Mồ hôi mồ kê quá trời, chắc phải nghỉ xíu thôi. Nhìn cậu xịn lắm đó. Ủa, trên tường có miếng puppet hả? Cậu có thấy thứ tớ thấy không? Trời đất, cậu có tin nổi không? Hình như có một bức tường puppet siêu to đằng sau ý. Cậu nói chỉ có chuẩn. Nhìn kìa. Wow, tớ mê puppet lắm. Bắt đầu nhấn nhấn nào. Ôi thần linh ơi, vui quá đi. Tớ biết mà, ít ra tụi mình không còn chán như con rán nữa. Wow, chuyện gì thế? Là cái nút. Nó đang đưa cho tụi mình cái gì? Nhìn như một lá thư hay sao ấy. Chà, cứ mở ra rồi đọc xem sao. Giống giống mật mã ấy. Tớ chả hiểu gì cả. Có lẽ mật mã này sẽ giúp tụi mình thoát khỏi đây á. Tớ nghĩ tụi mình cần nhấn puppet cho giống cái hình đó. Mật mã này vui ghê. Tụi mình lại được nhấn nhấn puppet nữa rồi. Chà, xong rồi đấy. Có khi tụi mình nhầm rồi, chắc không phải là mật mã đâu. Này đợi đã, nãy giờ cậu có nhìn thấy cái đó không? Là mặt cười ý. Nhấn thử xem sao. Gì vậy trời? Không thể chịu nổi nữa rồi. Người cậu toán siro sô-cô-la kìa. Ít ra món này cũng ngon. Nhưng tớ ghét chỗ này và cả món sô-cô-la dở hơi dở hồn ở đây. Chịu hết nổi rồi, tớ đang giận sôi máu luôn đó. Để xem bức tường puppet có chịu nổi lưỡi dìu này không nào. Tớ sẽ ra khỏi đây dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Wow, cậu làm tớ sợ quá. Tớ chả quan tâm, tớ ghét ở đây lắm luôn rồi. Nhìn kìa, ánh sáng mặt trời, hình như tớ xuyên thủng bức tường rồi. Trời đất ơi, đẹp quá đi. Tránh thường coi nào, tớ cũng muốn nhìn. Ok là lại phải quyết định rồi. Mình chưa bấm nút màu vàng nào cả. Bí hả? Thật luôn sao? Vô lý đùng đùng luôn ấy. Ai lại nấu nhiều mì như vậy chứ? Đủ mì rồi đó, mình chịu hết nổi rồi. Mình phải làm gì với đống mì này đây? Nhiều quá đi, khắp mọi nơi luôn. Hơi nhạt nhưng ăn cũng tạm. Với lại, đội tóc giả bằng mì nhìn cũng sang chảnh phết chứ bộ. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình nhấn nút đó thêm lần nữa nhỉ? Chắc không có gì tệ đâu nhỉ? Động đất hay gì vậy bà con? Hả? Chuyện gì thế? Hình như mình bị teo lại nè. Chuẩn rồi, dưới chân mình toàn mì luôn. Nhấp nháp quá. Cái nút hồi nãy kìa, phải nhấn thêm lần nữa thôi. Ai mà ngờ được mì tôm lại gớm ghiếc thế này chứ. Giờ mình nhỏ xíu nên cái nút đã xa quá à. Bước đi trên mì cũng khó nữa. Ok, sắp tới rồi. Cái nút kìa. Làm sao để với bây giờ? Phải nhảy thôi. Lần này mình phải thắng vòng Among Us này mới được. Tớ cũng sẽ cố gắng hết sức.
Mấy đứa ơi, muộn rồi, bỏ điện thoại xuống rồi đi ngủ nào. Dạ, tụi con biết rồi ạ. Hena, cậu đến rồi nè, vào đây, vào đây. Wow, mình tự chọn được gương mặt với trang phục luôn nè. Chắc là mình sẽ chọn cái này rồi tới cái này đi ha. Được rồi, cái này nhìn cũng ổn áp đấy nhở. Cuối cùng đây, nhìn xinh thế đấy. Khoan, chưa đổi đồ mà vội vàng đi đâu đấy bạn ơi. Đúng nhở, chắc cái này ok đấy. Tôi sẽ làm màu đỏ nè. Đưa tay đây nào, đi chơi thôi bạn ơi. Chờ bao lâu nữa đây trời ơi. Chào mọi người, chúng mình tới rồi đây. Một người trong số chúng ta sẽ là kẻ mạo danh. Thời buổi này thì đừng tin bố con ai cả các bạn ạ. Đến lúc xem nhiệm vụ của chúng mình rồi. Wow, hơi bị nhiều luôn nhá. Tôi ghét đi đổ rác lắm luôn á. Thôi thì số phận ăn bài rồi. Chúc mọi người may mắn. Xem nào. Dây điện này bà con ơi, chắc chắn là nhiệm vụ rồi. Sao mình không nối được chúng vào nhau nhở? Chắc chắn phải có cái lý do gì đó mới có cái tủ điện này đây. Đỉnh luôn, mà sao lắm dây thế này? Đúng là mớ hỗn độn mà, sao mà mình sửa nó được? Anh lệ em đón dây điện ơi, khó vậy ai chịu nổi. Chả có cái gì hoạt động được cả, nhiệm vụ bất khả thi mà. Mình bị mắc luôn vào dây rồi. Trời ơi là trời. Có dây điện ở đây này. Chắc đây là một trong số nhiệm vụ rồi. Chắc là phải kéo nó xuống nhỉ. Wow, kéo mãi luôn được á. Chắc là mình phải mang nó đi đâu đó rồi. Ok, lấy thêm dây ra rồi đây. Giờ thì mình có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Xung quanh phải có nhiệm vụ nào chứ nhở? Một sợi dây điện. Nhiều đây chắc đủ rồi. Cắt thôi nào. Sợi dây này dẫn ra bên ngoài nè. Tớ tìm thấy điểm cuối rồi nè. Thêm một đầu dây điện nữa nè. Cơ mà hình như chúng không trùng nhau thì phải. Chắc mình phải dùng cả những sợi dây khác nữa. Bị kẹt cứng rắc luôn rồi. Hello đó, tớ chỉ đang làm nhiệm vụ thôi nhá. Wow, nhiều dây điện quá mà. Hèn chi danh dương bị mắc kẹt ở chỗ này. Đỏ ơi, tớ mang cái này tớ giúp làm nhiệm vụ dây điện này. Wow, tớ còn không để ý thấy cậu vừa tới luôn á vàng. Khoan, chắc là cần thêm một cái nữa mới được á. Hợp lý đấy. Hay thêm một cái nữa nhở, cũng đâu hại gì đâu. Sợi dây này phải xuất phát từ chỗ nào chứ nhở? Ôi, không kéo được nữa rồi, giờ tớ phải quay lại mới được. Càng nhiều càng tốt. Vàng bảo thế mà. Được rồi, cắm vào nào. Lá tiêu đời rồi. Nhiệm vụ ngu ngốc, ai mà làm được cái quỷ này chứ. Con này lên đèn rồi. Mình làm được rồi, mình hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cấp báo, con người tiêu đời rồi. Tiếng gì mà khiếp thế. Cậu dám ấn nút trước tớ à? Nô là kẻ khả nghi á? Cậu ấy giấu hết dây điện đi rồi. Vàng sự danh là tớ thấy xác rồi. Tớ không biết, bỏ qua vòng này đi, tụi mình đâu có đủ thông tin đâu. Mấy cái đứa óc quả nho này, kẻ mạo danh sẽ xử hết mấy đứa thôi. Thôi thì quay lại làm nhiệm vụ thì hơn á. Wow, sao mà có nhiều rác ở đây quá vậy? Làm hoài không bao giờ xong luôn á trời. Tôi đã sẵn sàng dọn dẹp đống rác này rồi. Người gì mà vô ý thức ném rác ngay trên mặt đất như thế này chứ. Làm ma rồi thì mình không cần phải nhặt rác nữa. Tớ
tớ đi xem xung quanh đây còn rác hay không nhé. Danh Dương dùng chổi hơi bị điêu luyện đấy. Rác với trà rưởi, cái mùi này sẽ bám mình cả ngày mất. Chán muốn xỉu luôn trời ơi. Vỏ chuối á? Dưới chân nâu á? Họng khẩn cấp. Nâu là thủ phạm đó, cậu ấy chỉ giả vờ dọn rác thôi. Tớ bảo các cậu rồi, cậu ấy là người sửa danh lá. Chắc chắn cậu ấy là kẻ mạo danh rồi. Không phải. Hai phiếu rồi đấy, nên xin lỗi nha nào. Nhưng hai người họ nó có lý thật đấy. Cậu phải rời khỏi cuộc chơi thôi. Chả công bằng thế nào. Chào bạn ma mà nhé. Tuyệt lắm cả nhà yêu ơi, quyết định này quá là sáng suốt. Cơ mà tớ vẫn phải gửi cho họ cái này đấy. Khoan đã, tụi mình phải làm tí âm nhạc căng thẳng rồi mới mở nó được. Cái này mở ra hơi khó nhở. Mở cái này ra thôi mà. Căng thẳng đấy chứ. Nhìn mà muốn xỉu theo đó trời. Để tôi giúp nào. Hai người thì chắc chắn là mở được rồi. Và ngay bây giờ, ngay bây giờ là... Thôi đưa cho ngộ đi nè. Tức cái lồng ngực ghê, xé ra thôi mà cũng hồi hộp nữa. Đây, thấy chưa? Có khó gì đâu mà mò mò nãy giờ. Tụi mình sai rồi, Elsa là người tốt đó. Vậy là kẻ mạo danh vẫn đang ở đây nè. Không biết bọn họ có tìm ra kẻ mạo danh trước khi kẻ mạo danh xử hết họ không nữa. Là ma cũng hay chứ, tụi mình chẳng cần phải làm nhiệm vụ gì cả. Bim bim pham. Tôi bó tay vào luôn á. Được rồi, nếu hoàn thành nhiệm vụ thì tụi mình sẽ đánh bại được kẻ mạo danh. Cái này chắc dễ lắm đây, chỉ cần nhập mật mã thôi mà. Hả, mà không đúng à? Xem nào. Hả, mật mã gì mà dài cả một cây số thế này? Thôi được, mình phải thử từng cái một thôi chứ sao giờ. Chắc cũng phải mất một lúc đấy. Mà ít nhất thì mình chả phải nghĩ gì cả. Được rồi, không có gì cả. Thế thì dễ đột nhập vào phòng thôi. Được rồi, cơ hội hoàn thành nhiệm vụ đến rồi đây. Chỉ cần quét thẻ nhân viên thôi là xong, dễ nhàn cháo. Hả? Không được kìa, thử lại lần nữa xem sao. Vẫn không có gì, sao lại thế được nhỏ? Hay là mình phải quẹt nhanh hơn? 187654. Không được, 259784. Cái gì thế? Hả? Cái trò gì mà chẳng vui vậy. Quét cái thẻ thôi mà làm khó làm dễ quá nhá. Hay là mình cứ quét tới quét lui như này thôi là được. Rơi mất quả táo rồi. Đến đây nào cưng. Mình có ý này. Logo xuất hiện đây. Ôi, chắc là quả táo này cũng giúp được chút gì đó. Được rồi, cắm sạc vào nào. Giờ thì cái máy này hoạt động rồi đây. Quẹt nào. Giữa mặt nhau đấy hả? Danh Dương này, nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn nếu cậu có mật mã thật đấy. Đúng thế, ta chính là kẻ mạo danh đây. Ta đã mai phục danh lá khi cô nàng đang bị phân tâm với mớ dây điện giả mà ta đưa ra. Dù nâu xuyên băn gằm đứng lúc ta có tay, thế nên ta phải chăm sóc quả. À nâu không giỏi làm nhiệm vụ lắm nên đổ tội cho thí mấy dễ như ăn cháo. Thật may là các ngươi đều chọn loại của ta. Và tất nhiên thay thế mật mã thật thành một đống mật mã giả quá sức dễ dàng. Ta biết chúng làm cậu bận rộn đủ lâu để ta có thể lén tiếp cận cậu. Tạm biệt Danh Dương. Ê, tôi nói cho nghe cái này nè. Oh no. Danh Dương, vậy là... Đỏ, Hana. Tôi không muốn cậu phải nhìn thấy cảnh này. Không thể là cậu đứa, không thể nào. Tôi xin lỗi Hana.
Nhưng bạn phải thắng. Hãy để chuyện này qua nhanh đi. Vĩnh biệt đỏ, an nhiên miền cực nhọc nhá. Yes, thắng rồi. Hana dậy đi, cậu khóc đấy hả? Chỉ là ác mộng thôi. Ôi trời. Ơn giời, nhìn nhìn nè, tớ thắng trả Among Us rồi nè. Tớ là kẻ mạo danh đấy nhá, tớ xử hết rồi nè. Mấy đứa này còn chả biết tớ là hung thủ luôn.